Đảng chọn chủ nghĩa xã hội đói nghèo, cấm dân chọn khác, chứ lịch sử nào chọn đây. Vào ngày 31 tháng 1 năm 2024, tờ báo Lao Động có bài viết Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là một lựa chọn tất yếu của lịch sử, của tác giả Vương Trần và tiến sĩ Cù Văn Trung. Đây là luận điệu quen thuộc của Tuyên giáo, mỗi lần họ sử dụng giọng điệu lịch sử lựa chọn, tức là lúc ấy đảng thấy rằng dân đang oán ghét chế độ rất mạnh. Ngay ở tiêu đề, các ông tiến sĩ lý luận Marx Lenin đã dùng sai ý nghĩa của lịch sử. Lịch sử đơn giản chỉ là những gì đã diễn ra. Có thể hiểu lịch sử như những thước phim, còn làm nên bộ phim là những diễn viên cùng với câu chuyện của họ. Về bản chất, quyết định nội dung bộ phim là người làm nên bộ phim, đó là đạo diễn, diễn viên và những cộng sự khác. Giai đoạn từ năm 1945 cho đến nay là thời kỳ Đảng Cộng sản đóng vai trò chính trong cuốn phim lịch sử của đất nước. Cho nên con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội đói nghèo như Việt Nam hiện nay là do chính Đảng Cộng sản lựa chọn, chứ không phải do lịch sử nào lựa chọn cả. Đây là một cách dùng từ rất bịp bợm của Đảng. Chủ nghĩa xã hội là do Đảng lựa chọn, dân nào có chọn đâu. Ngay ở cách đặt tiêu đề, tác giả của bài báo này đã cố tình đánh cháo vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam thành vai trò của lịch sử, thì điều này cho thấy tính gian manh của người viết bài. Những sự gian trá tương tự Đảng đã sử dụng để đánh lừa toàn dân trong suốt mấy chục năm qua. Lịch sử của đất nước là do nhân dân lựa chọn hoặc do những kẻ cai trị chọn lựa, chứ không phải do lịch sử chọn nó. Trên thế giới, nếu dân tộc được quyền chọn thì không bao giờ lại chọn mô hình độc tài đảng trị như Việt Nam hiện nay. Nó chỉ dẫn đến đau khổ và đói nghèo. Ở Việt Nam, Đảng Cộng sản đã dùng họng súng để khuất phục toàn dân và tiêu diệt bằng hết những xu hướng chính trị khác để họ độc chiếm quyền cai trị, thì đất nước mới ra nông nỗi đến ngày hôm nay. Chiến tranh Nam Bắc đã cướp đi hàng triệu sinh mạng của người dân Việt Nam, làm cho đất nước tổn hao nguyên khí nặng nề. Tốn núi xương và biển máu của đồng bào, kết quả lại làm cho đất nước trở nên đói nghèo và lạc hậu. Nhưng ngày hôm nay, đấy là cái giá xứng đáng sao? Câu hỏi được đặt ra. Cuối cùng, chỉ có quan chức trong đảng rất giàu có vì tham nhũng. Đã tốn nhân mạng mà lại còn thêm đói nghèo và bao nhiêu quyền cơ bản của con người đều bị tước đoạt thì thử hỏi dân nào chọn con đường này. Đã phải hy sinh hàng triệu sinh mạng người Việt Nam để mang lại quyền cai trị cho đảng. Tuy ngày nay đất nước nghèo nàn lạc hậu, nhưng quan chức thì ngược lại rất giàu có, giàu không biết để đâu cho hết. Vậy kẻ duy nhất có lợi trong cuộc chiến huynh đệ tương tàn chính là Đảng Cộng sản. Vì quyền lợi quá lớn nên đảng không bao giờ chấp nhận trả quyền tự quyết về cho nhân dân. Bộ Công an luôn được rót ngân sách khổng lồ và được đứng trên cả luật pháp để hù dọa khiến người dân phải khiếp sợ. Ông Tổng Bí thư già nua Nguyễn Phú Trọng cũng như vậy, lập nên chiến dịch đốt lò, mục đích là để tạo tiếng vang cho chính ông. Điều ông muốn là cho nhân dân thấy rằng đảng có thiện chí tiêu diệt tham nhũng, nhưng thực tế thì không phải vậy. Mặc dù vậy, qua hơn hai nhiệm kỳ chống tham nhũng, giờ đây người dân đã hiểu rõ hơn rất nhiều vấn đề. Đó là tham nhũng chính là bản chất của đảng. Đảng có hàng chục, hàng trăm ngàn quan chức thì đồng nghĩa cũng có hàng chục, hàng trăm ngàn kẻ tham ô đục khoét sức dân hàng ngày hàng giờ. Ông Tổng diệt tham nhũng thì cũng chỉ diệt được hàng chục, thậm chí hàng trăm quan tham, nhưng cũng chẳng chiếm được tỷ lệ đáng kể nào so với hàng chục, hàng trăm ngàn quan chức từ lớn đến nhỏ, từ trung ương đến địa phương. Đấy là chưa nói đến việc tham nhũng như sóng biển, lớp trước tan đi thì lớp sau chồm tới, không bao giờ chống xuể và ngày một thêm tinh vi. Con đường chủ nghĩa xã hội mà đảng chọn khiến dân phải tháo chạy và chết thương tâm. Ngày nay, người dân Việt Nam đã hết cơ hội thoát nghèo trong bàn tay cầm quyền của đảng. Bỏ qua những con số thống kê về tăng trưởng, hãy nhìn thực tế khi người dân phải chen nhau đi thi tiếng Hàn Quốc để được xuất khẩu lao động, để làm những công việc tay chân nặng nề, độc hại với thu nhập thấp, thì đủ thấy chính sách của đảng tệ hại đến như thế nào. Dưới cai trị của đảng, dân quá nghèo, đất nước thiếu việc làm nhưng lại thừa người. Trong khi đó, xứ Hàn Quốc và Nhật Bản lại thừa việc làm mà thiếu người. Nếu dân có quyền lựa chọn, thì dân chọn mô hình chính trị Nhật Bản hay Hàn Quốc
chứ không dạy gì chọn mô hình chủ nghĩa xã hội như tại Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp Báo Chấm D với bản tin Đảng chọn chủ nghĩa xã hội đói nghèo, cấm dân chọn khác, chứ lịch sử nào chọn đây. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời Báo Chấm D để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời Báo Chấm D. Ông Tổng mở đường cho Tập đánh chiếm nền kinh tế của Việt Nam. Tháng đầu tiên của năm 2024, Trung Quốc dẫn đầu về số dự án đăng ký đầu tư tại Việt Nam, chiếm gần 19%. Đây được xem là con số tăng đột biến. Đây là kết quả của những thỏa thuận trong chuyến thăm của ông Tập Cận Bình đến Hà Nội vào ngày 12 và 13 tháng 12 năm ngoái. Trong chuyến thăm này, ông Nguyễn Phú Trọng, là Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã ký với ông Tập Cận Bình 36 văn kiện. Lễ đón ông Tập Cận Bình tại Phủ Chủ tịch nước vào ngày 12 tháng 12 năm 2023. Mở cửa cho đầu tư nước ngoài là điều kiện cần thiết để đất nước phát triển, nhưng điều này chưa đủ. Điều kiện đủ là phía Việt Nam phải có cơ chế phù hợp để doanh nghiệp trong nước có thể tiếp cận chuyển giao công nghệ và từ đó lớn mạnh lên. Một nền kinh tế khỏe mạnh là phải lấy doanh nghiệp trong nước làm trụ cột, chứ không phải chỉ dựa vào doanh nghiệp nước ngoài. Ví dụ như Hàn Quốc, họ mạnh vì có Hyundai, Samsung, LG, chứ không phải nhờ Apple hay Toyota của Nhật Bản. Nếu Trung Quốc sang Việt Nam mang theo những công nghệ tốt và đừng làm những điều mờ ám ẩn giấu chiêu bài đầu tư thì Việt Nam vẫn có thể hoan nghênh chào đón họ như bao nguồn đầu tư khác trên mọi nơi thế giới. Trung Quốc là nền kinh tế mới nổi, công nghệ của họ đi trước Việt Nam nhưng không phải quá xa. Nếu tận dụng được thì doanh nghiệp Việt Nam có thể học hỏi được họ. Tuy nhiên, vấn đề không đơn giản như thế. Doanh nghiệp Trung Quốc lâu nay đầu tư vào Việt Nam thường đem theo những công nghệ lạc hậu, những thứ mà chính nước họ vứt đi, kèm theo đó là việc đưa lao động từ trong quốc sang, gây nên lo ngại về vấn đề nhập cư. Đã có nhiều huyện, nhiều xã tràn ngập người Trung Quốc. Ngoài ra, trong một thời gian dài, các doanh nghiệp Trung Quốc đã mượn đường từ Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ và châu Âu để hưởng nhiều chính sách ưu đãi mà nước này dành cho Việt Nam. Đây là một hành động lừa dối. Nguồn vốn FDI từ Trung Quốc rót mạnh vào Việt Nam. Ngoài những doanh nghiệp FDI của Trung Quốc thì những dự án công của Việt Nam hiện nay cũng đang bị hán hóa. Vào ngày 18 tháng 1 vừa qua, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội và Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương của Trung Quốc, Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam Vinaconex, đã ký bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu đầu tư xây dựng một số dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố. Tuy là biên bản ghi nhớ, nhưng chắc chắn nhà thầu Trung Quốc sẽ được nhận các gói thầu. Điều đặc biệt là chính quyền Hà Nội mời nhà thầu Trung Quốc vào thực hiện dự án khi chưa được duyệt vốn đầu tư. Người Việt không kỳ thị Trung Quốc nếu các dự án của Trung Quốc không để lại hậu quả. Dự án Cát Linh, Hà Đông cùng với rất nhiều dự án khác đã cho thấy ban đầu nhà thầu Trung Quốc nhận thầu giá cực rẻ. Nhưng đến khi kết thúc thì Việt Nam phải trả một cái giá rất đắt và công trình lại kém chất lượng. Người ta đã so sánh từng km làm đường trên cao của Trung Quốc và các nước khác thì Trung Quốc luôn đắt hơn rất nhiều. Mà công trình lại rất kém. Điều đang nói là dù để lại những hậu quả xấu, nhưng nhà thầu Trung Quốc vẫn được dọn đường bởi những văn bản đã ký giữa ông Tập Cận Bình và ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chỉ đến đầu năm 2017, một clip ghi lại phát biểu nội bộ của Thiếu tướng Trương Giang Long, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị kiêm Giám đốc Học viện Chính trị Công an Nhân dân, đã bị rò rỉ ra ngoài. Trong clip, ông Long cho biết tình trạng gián điệp Trung Quốc kéo theo nhiều quan chức Việt Nam liên đới đang nằm ngay trong nội bộ của máy đảng và chính quyền tại Việt Nam. Sau khi bài phát biểu này bị lộ, ông Trương Giang Long đã bị cho về hưu sớm. Việc mở cửa cho đầu tư nước ngoài và không có gì sai, nhưng với nguồn vốn đầu tư từ Trung Quốc, nếu không thận trọng thì có ngày mang họa vào thân. Không chỉ người Việt Nam lo ngại về nguồn đầu tư của Trung Quốc, mà các quốc gia khác cũng rất lo. Người ta ngán nhất là tình trạng gián điệp Trung Quốc được cài cắm khắp nơi,
và họ sẵn sàng mua chuộc các quan chức Việt Nam với giá rất cao để được việc. Chưa duyệt vốn, chính quyền Hà Nội đã mời nhà thầu Trung Quốc tham gia các dự án đường sắt đô thị. Hiện nay, thị trường lao động Nhật Bản đang chuộng lao động Việt Nam hơn Trung Quốc, bất chấp các tệ nạn như ăn cắp vặt, xung đột vùng miền và nhập cư lậu. Lao động Việt Nam vẫn là lựa chọn tốt cho Nhật Bản. Nguyên nhân chính là người Nhật e ngại nạn gián điệp từ lao động Trung Quốc tràn vào. Bởi Trung Quốc là chùm ăn cắp ý tưởng, ăn cắp công nghệ. Ngoài lý do đó ra thì lao động Việt Nam chẳng có yếu tố nào tốt hơn lao động Trung Quốc, và Hàn Quốc cũng chuộng lao động Việt Nam theo cách tương tự. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin mở đường cho tập đánh chiếm nền kinh tế Việt Nam, ông Tổng đã làm gì? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.